Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ đi cái bài tiếp theo trong loạt bài làm sao lên được series 30. Ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu những cái hình bi và hình cúc. Cúc dài nhưng mà nó sẽ đi ngắn. Là những cái hình bi kiểu này. Thì cái bài tiếp theo NTT sẽ nói về những cái hình bi mà mình sẽ cúc ngắn mà nó sẽ đi dài. Thì nó cũng chung một công thức so với là mình cúc ngắn thôi. Có điều là mọi người phải nhớ rất là rõ về cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ áp dụng cho cái bài buổi sau. Về cái việc mà cúc những cái hình bi mà mọi người thấy ở đây là những cái hình bi cúc như vậy, trong trận mình gặp cũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình đánh theo cảm giác thì nó cũng dễ hụt lắm, chứ không phải là dễ cho những trái bi này đâu. Với những cái hình bi cúc như vậy thì trên mạng nó cũng rất là nhiều. Mọi người lên đó mọi người tìm hiểu thêm. Mấy ngày vừa rồi thì NTT cũng vào kênh của Kim Lê thì thấy là Kim Lê cũng hướng dẫn cho mọi người cái công thức này rồi này. Mọi người đã vô đó coi thêm. Bởi vì là trong cái loạt bài làm sao lên được series 30 thì cái việc cúc nó cũng nằm trong một phần trong đó, nên bắt buộc là NTT cũng phải nói lại thôi. Nếu mà anh em nào mà biết rồi thì mình có thể là coi những clip khác. Bây giờ NTT sẽ nói về công thức nha mọi người. Cái việc đầu tiên là cái bi mục tiêu 1 nó sẽ gần gần vào băng. Còn cái việc mà nó hở khoảng 1 nút, 2 nút gì đó thì mình sẽ tìm hiểu sau clip sau này. Ở đây cúp thì mình chỉ khảo sát cái hình mặt cúp sát băng thôi. Cái bước thứ hai là mình sẽ phải xác định cái độ nghiêng của cái bi chủ của mình và bi mục tiêu 1. Thì mình thấy là cái bi Kaya đang nằm trên cái đường này này. Còn đây thì mình nối dài đó. Thì mình thấy là cái góc lệch của đây của nó là đang ở 4 nút. Thì nó có một công thức là khi mà mọi người đánh đánh vào vuông góc với 4 nút nha, thì nó sẽ đi xuống 1 nút. Như vậy. Không mắc phê. Đây, không có phe ngay đây. Mình đánh vô vuông góc. Tất cả những công thức của ba băng thì mình đều đánh vô vuông góc hết. Thì mọi người nhớ cái điểm này, sau này mình có tìm hiểu những cái bộ hình, bộ số khác thì mình thấy là nó đánh vô vuông góc. Trong cái bộ clip mà Hàn Quốc thì NTT cũng giới thiệu cho mọi người về một hình cúp băng. Nhưng mà cái hình đó thì mình lại chạm, không phải là vuông góc mà mình chạm mỏng trái. Và cái góc ra là góc phản xạ. Thì những anh em nào mà đã từng coi clip đó rồi thì mình tham khảo thêm cái clip này để mình biết càng nhiều thì càng tốt thôi, chứ không có gì hết. Và mình thấy cái công thức nào nó phù hợp với mình hơn, hiệu quả hơn thì mình xài. Thì hai cái bộ giáo trình nó series 30 và kia thì nó sẽ đi song song với nhau, tuy nhiên là cái công thức nó cũng không có dẫm lên nhau. Tiếp theo mình đi những trường hợp khác nha. Như Khiêm Đê đã nói là cái này là công thức của mình là cái góc nghiêng, độ nghiêng là x trừ cho 2 chia cho 2. Thì mọi người đây là góc nghiêng là 4 này. Rồi mình trừ cho 2 là còn 2. Rồi mình chia 2 nữa là còn 1. Thì cái từ cái điểm mà vuông góc đây nó sẽ đi xuống thêm 1 nút nữa. Thì cái này NTT thấy đúng đó. Mặc dù mình đã tham khảo những clip của bên Hàn thì người ta cũng không có nói về công thức mà x trừ 2 chia 2 này, nhưng mà về góc ra thì thấy nó y chang. Không, từ công thức đó thì mọi người phải nhớ thêm những cái góc khác. Ví dụ như là nó mà lệch 3 nút thì đây cái tia ra thì nó sẽ lệch 1 nút, nửa nút. Còn nếu mà cái góc lệch là 2 nút thì cái tia ra là vuông góc. Góc lệch mà 5 nút thì cái tia ra của nó là 1 nút rưỡi. 6 nút thì cái tia ra lệch 2 nút. Mọi người như vậy cứ lên thôi. Nó cũng đơn giản. Cái này là mình đánh không áp phê nha. Mọi người hình dung là ví dụ như trong trái bi này này. Trong trái bi này mà mình đánh vô vuông góc
lệch 4 nút nha, góc 45 độ mà mình đánh vào vuông góc. Thì thực ra nếu mà mình đánh theo kiểu tay líp, mình đánh vào vuông góc thì nó phải ra vuông góc luôn. Nhưng mà với cái kiểu đẩy của ba băng thì nó lại đi xuống một nút. Vậy thì mình làm sao để mà mình phải đánh cho nó phù hợp với cái lực của bên líp. Bởi vì líp mình không thể đẩy dài như ba băng được. Nếu mình đẩy dài như ba băng thì nó lại dư lực rồi. Thì lúc này mình chỉ có thể là đẩy ngắn thôi. Nhưng mà mình phải, thứ nhất là anh em có thể là phải xài áp phê. Ví dụ như hình này mình thấy mình xuống một nút này thì mình phải xài là tầm hai áp phê chẳng hạn, một áp phê để cho nó đi xuống một nút. Đó là kiểu xài áp phê nha. Nhưng mà NDT thì thấy mình không nên dùng xài áp phê cho những trường hợp này, mà mình nên xài cái độ cao cơ. Thay vì không áp phê mình để ngang tâm bi này, mình nên xài không áp phê mà nó cao cơ lên để sao cho nó đúng công thức với cái lực tay đó, mà mình đừng cố gắng đừng đổi áp phê mấy. Bởi vì khi mình đổi áp phê rồi á, mình sẽ cộng trừ tính toán nó rất là nhiều và nó làm cho mình bị rối. Đó là cái mà kinh nghiệm NLT. Rồi bây giờ tiếp theo nha, khi mà mình để mà cao cơ mình đẩy thì mọi người phải có, mình phải tập luyện nhiều để mình có cảm giác là mình đẩy bao nhiêu, cao bao nhiêu thì mình đẩy với cái tay của mình, như vậy nó sẽ ra đúng với so với công thức. Và dĩ nhiên là mỗi người sẽ cái lực tay của mỗi người khác nhau, thì cái điểm chạm áp phê bên trên cao thì nó sẽ khác nhau. Nên mà khi ví dụ như là người này có thể là mình để áp phê là ngay giữa này đi, 3 phần 4. Nhưng mà có người chỉ cần để lên một chút xíu thôi, có người là để rất là cao. Thì đó là bởi vì cái lực tay mỗi người khác nhau. Thì đó cũng là một cái điểm mình chú ý. Bây giờ mình sẽ coi thử trong cái hình bi này mình sẽ chạm bao nhiêu nha, mình sẽ đánh bao nhiêu áp phê. Rồi bây giờ mọi người nối xuống 1 này, nối xuống 2 này. Nếu khi nào mà trúng thì thôi. Thì mọi người thấy là với cái hình này thì nếu mà mình đánh không áp phê nó sẽ về đây. Còn cái hình này nó đi xuống là lệch một nút rồi. Vậy thì khi mà lệch xuống rồi mình phải xài áp phê. Vậy thì những cái hình này thì mình sẽ xài bao nhiêu áp phê là đúng? Và mình sẽ xài áp phê ngang hay là áp phê cao cơ? Thì về áp phê thì mình có một cái lưu ý như này này mọi người. Cái này mọi người phải kiểm tra trên bàn nhé. Bởi vì cái khúc này thì NTT cũng không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà có một cái là mình thấy là từ 6 nút đổ lên, 5 6 nút đổ lên gì đó, thì khi mà mình đánh một áp phê nó sẽ đi lệch một nút. Hai áp phê lệch hai nút và ba áp phê lệch ba nút, bốn áp phê lệch bốn nút. Nhưng mà từ cái góc mà lệch ba bốn nút đổ xuống, ví dụ như góc này thì một áp phê nó chỉ lệch nửa nút thôi. Một áp phê lệch nửa nút và hai áp phê thì nó sẽ lệch một nút. Thì cái này mọi người phải ra bàn mọi người kiểm tra lại nha. Thì theo cái lý thuyết mà NTT nhớ là vậy, từ 4 nút đổ xuống á, thì một áp phê là nửa nút. Mình đã nói về góc nghiêng này. Còn góc nghiêng mà từ 5 6 nút đổ lên á, thì một áp phê nó sẽ tăng một nút lận. Thì mọi người kiểm tra cái phần đó. Nó sẽ có một phần giữa, ví dụ như là phần giữa là cái phần mà từ góc 4 này lệch 4 tới lệch 6. Từ lệch 4 tới lệch 6 thì một áp phê nó không có rõ ràng. Có thể là một áp phê nó sẽ từ nửa nốt, từ nửa nốt tới một nốt thì nó lệch bao nhiêu, thì cái đó là mọi người phải khảo sát ở trên bàn. Và NTT cho mọi người biết cái thông tin như vậy thôi. Chứ nếu mà mình nói thêm thì nó cũng càng nói thêm thì nó lại càng lệch so với cái bản chuẩn mà NTT biết. Rồi, giả sử như trong trường hợp này thì đúng như là mình nhớ đó, thì cái góc lệch 4 nút như vậy thì một áp phê sẽ lệch nửa nút. Thì với hình này mọi người thấy nó lệch một nút này thì mình sẽ xài hai áp phê. Hai áp phê trong hình này nha. Hai áp phê. Hai áp phê thì mọi người tùy mọi người thôi.
mình có thể xài theo cách cổ điển là hai áp phê nằm ở góc vầy, hai áp phê, một áp phê nằm đây, ba áp phê nằm đây, bốn áp phê nằm đây. Hoặc có cách thứ hai nữa là mình sẽ phải để áp phê theo cái chiều ngang. Thì áp phê chiều ngang thì nó cũng có nhiều cái cách để áp phê lắm. Ví dụ như cái bộ 50 á, thì ví dụ mình như vậy này, thì mình tính là 1 phần 2 áp phê. 2 áp phê là kiểu vậy, 2 áp phê là lệch một đầu cơ, còn một áp phê là lệch nửa đầu cơ. Nhưng mà trong cái tài liệu mà NTT đọc á, thì trong cái bộ này này thì nó tính là một áp phê là như vậy, một áp phê nha, rồi sau đó dịch ra nửa đầu cơ. Đây một áp phê dịch ra nửa đầu cơ như vậy là hai áp phê, mà lệch một đầu cơ là ba áp phê, lệch một đầu rưỡi là bốn áp phê. Thì đại loại là cái áp phê nào nó như vậy thì mọi người kiểm tra xem là cái áp phê nào nó đúng với mình thì mình xài. Bây giờ NTT sẽ nói về cái phần cuối cùng trong cái hình cúc mà dài mà đi ngắn như vậy. Thì cái điểm chạm trái của mình thì tùy góc mình sẽ chạm khác nhau, nhưng mà nó đều có xu hướng là nó phải vuông góc như vậy hết. Nhưng mà việc đánh vuông góc thì nó lại phụ thuộc vào cảm giác của mọi người. Anh em nào mà cái việc mà đánh vuông góc mà mình cảm giác nó khó khăn á, thì NTT sẽ cho mọi người cái một cái cách căn khác thì cho mọi người nó dễ hơn. Với góc lệch 45 độ, mọi người muốn chạm vô vuông góc thì mọi người chạm 1 phần 2 trái nha. 1 phần 2 trái khi lệch 4 nốt. Khi nó lệch 3 nốt, ví dụ mình nằm đây, thì mình sẽ phải chạm 1 phần 4 trái. Khi nó lệch 2 nốt, thì mình sẽ phải chạm 1 phần 8 trái. Những thông tin này rất là hữu hiệu để mà mọi người căn cho nó chính xác nha. Còn mình căn theo cảm giác đôi khi nó sẽ bị hụt đó.